ta sẽ tìm hiểu sang câu số 2 trong cái bài đọc đầu tiên của các cháu này. Câu 132. Câu 132 này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta điền về cái thì chung của động từ. Chúng ta sẽ tìm phải tìm hiểu thêm cả cái đoạn văn này nữa, cái chỗ trống trong này. Đây là chúng ta đã điền xong cái hoàn thành cái câu số 131 rồi. Thì câu số 31 nó nói về cái bài giảng đầu tiên trong lĩnh vực survey, trong lĩnh vực bài series, cái bài giảng về cái lĩnh vực nghiên cứu. Thì con số 2 chúng ta sẽ đi tìm hiểu, nhưng mà chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các cái đáp án của cái câu hỏi này. Câu hỏi này có 4 từ cần điền ở đây, những đáp án cần điền có thể điền ở đây. Thì đáp án A, chúng ta đã biết cái từ discuss nên nghĩa là thảo luận rồi. Trong 4 cái đáp án này có các cái thì ở đây. Thì cái thì đầu tiên là thì cái đơn động từ chia đây thêm đuôi ed, thêm đuôi ed thì là thì có cái đơn. Thứ hai ấy thì tương lai đơn, tương lai đơn ở đây dấu hiệu của nó là có cái từ will, will động từ nguyên mẫu. Thứ ba, đáp án ba đấy là has discussed thì hiện tại hoàn thành, dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành đấy là có từ have cộng động từ của cột 3. Thứ tư đấy là thì tương lai hoàn thành, dấu hiệu là vừa. Thì tương lai hoàn thành chúng ta có thấy là ta thấy là vừa có tương lai và vừa hoàn thành, tức là vừa có will và vừa có have cộng verb be, tương lai và hoàn thành. Thì bốn cái từ này thì có mỗi thì có cách sử dụng khác nhau. Ta đi tìm hiểu đầu tiên là cái thì có cứ đơn là diễn tả thì đó. Thì quá khứ đơn miễn tả hành động. Rồi quá khứ đã xảy ra ở quá khứ rồi thì dùng là thì quá khứ đơn. Như một câu mà đã xảy ra và đã kết thúc ở quá khứ, ví dụ như là he completes his homework last night, tức là đêm qua thì anh ấy đã hoàn thành cái bài tập về nhà của anh ấy rồi. Cái thứ ba là cái thứ hai là thì tương lai đơn diễn tả sẽ xảy ra ở tương lai, sẽ xảy ra tức là hành động này chưa xảy ra ở hiện tại, chưa xảy ra ở quá khứ mà nó sẽ dự đoán là nó sẽ xảy ra ở tương lai. Thì chúng ta dùng thì tương lai đơn, ví dụ như là it will rain this morning, this evening. Là trời sẽ mưa vào tối nay, tối nay trời sẽ mưa. Đây là một cái hành động có thể xảy ra ở tương lai. Hiện tại thì trời chỉ đang âm u thôi, chưa mưa. Ba là thì hiện tại hoàn thành. Cái thì hiện tại hoàn thành này thì nó diễn tả hành động đã xảy ra ở quá khứ rồi. Mình
và tiếp tục có thể tiếp tục xảy ra, hay là hành động chưa kết thúc ở quá khứ mà nó vẫn còn chút vương vấn ở hiện tại hoặc là tương lai thì người ta sẽ dùng từ hiện tại hoàn thành. Ví dụ như là he has complete their homework. Từ này he has gone to China since 2019, tức là cái hành động mà đến Trung Quốc của ông ấy, tức là cái ông ấy đến Trung Quốc từ năm 2019 và vẫn chưa trở về. Hiện tại thì ông ấy vẫn đang ở Trung Quốc. Chúng ta dùng cái thì là hiện tại hoàn thành. Và cái cuối cùng đấy là thì tương lai hoàn thành này diễn tả sẽ và hoàn thành ở một thời điểm trong tương lai. Ví dụ như là come back to Vietnam since in 2021, tức là ông ấy đang ở Trung Quốc và sẽ trở về Việt Nam vào năm 2021. Cái từ back come ở đây nó không phải là chỉ ở hiện tại đơn, nó chỉ ở hiện tại hoàn thành, nhưng mà do từ back ở từ come này nó là một động từ bất quy tắc, come tức là cột hiện tại của nó là come, quá khứ là came và hiện tại hoàn thành của nó sẽ là come. Rồi và chúng ta sẽ quay lại với câu số 132. Thì cái câu 31, 131 ở trước đây là nó nói là cái bài giảng đầu tiên sẽ được dẫn dắt, tức là câu nói về thì tương lai đơn sẽ được dẫn dắt bởi cái ông Roberto Collins. Và cái ông Mr. Collins, what established technology company can learn from startup businesses? Tức là cái ông Collins này, cái mà thành lập cái các cái công ty công nghệ có thể học được. Tức là câu này có hai mệnh đề. Đây là nó có nói về bốn cái thì, và cái ông bảo này là cái ông con lần này là sẽ thảo luận về cái những cái công ty mà về việc thiết lập những cái công ty công nghệ có thể học được từ các cái doanh nghiệp startup, tức là có thể từ cái công ty startup này chúng ta thành lập các cái công ty công nghệ. Nội dung của cái này là nói về cái bài giảng của ông Conlon này sẽ trình bày vào ngày 3 tháng 10 và nội dung của nó sẽ là nói về cái chủ đề là từ cái công ty startup mà chuyển sang cái công ty công nghệ. Thì nói về một việc xảy ra trong tương lai thì chúng ta có thể là tương lai đơn. Này thì chúng ta một việc sẽ xảy ra ở trong tương lai, chúng ta về thuộc từ gì tương lai đơn.